9 câu nói khiến bạn bật dậy học tập ngay lập tức. 1. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. 2. 10 năm trước, mọi người sẽ nhìn vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối xử với bạn. 10 năm sau, mọi người sẽ nhìn vào thu nhập của bạn để đối xử với bố mẹ của bạn. 3. Người nào ngừng học tập đều trở nên già cả, dù ở tuổi 20 hay 80. Bất cứ ai liên tục học tập đều trẻ trung. Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ cho trí não của bạn luôn tươi trẻ. 4. Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại. 5. Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày. Ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. 6. Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm tất cả sai lầm. 7. Học bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, từ bất cứ ai, sẽ có lúc bạn cảm thấy biết ơn về điều đó. 8. Trong đời tôi đã sống, tôi đã yêu, tôi đã lạc lối, tôi đã bỏ lỡ, tôi đã gây tổn thương, tôi đã được tin tưởng, tôi đã phạm sai lầm, nhưng trên hết, tôi đã được học hỏi rất nhiều. 9. Không có giới hạn trong cách học, quy trình học. Con người luôn biết tìm cho mình những con đường mới để có tri thức. Điều đó sẽ khiến việc học không bao giờ buồn chán. Chúc bạn luôn học tập không ngừng. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Thanh Hải nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Thanh Hải xin chào và hẹn gặp lại.